Vâng, xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình an khang, thịnh vượng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Luyện Thư Pháp cùng Lâm Ngọc Hiếu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.